Không có ai mà dễ thương như bà khách hàng của tôi á, nửa đêm nửa hôm á, ta nói á, bà đâm nguyên một cái chén muối ớt cay là cay nè, để mà bà chấm với lại chân vịt cay Tứ Xuyên. Hồi sáng này bà mua chân vịt cay Tứ Xuyên của tôi tưởng đâu là bà ăn liền, thì ra là bà chờ nửa đêm nửa hôm bà thèm, xong đó bà đâm một cái chén muối ớt cay là cay đó mà bà ngồi bà chấm 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 ăn đêm khuya như vậy nè. Người ta nói á, muối ớt á, để người ta ăn cóc, ăn xoài, ăn ỏi hoặc là ăn me cho nó ngon vậy, mà trời không biết bà nghĩ làm sao mà hả, chân vịt cay mà bà đem bà chấm muối ớt. Chân vịt cay thì người ta chấm với lại muối tiêu chanh hoặc là chấm với lại nước sốt chân gà chân vịt, còn bà ăn với muối ớt mà tôi không biết ngon hay không, mà bà ăn xong rồi bà điện thoại bà nói tôi, trời ơi, em ơi cay quá nhưng mà nó ngon quá em ơi. Bà nói bạn nào mà muốn biết cái vị muối ớt chấm chân vịt này ngon không mới làm thử đi nha, bà nói ăn là ghiền luôn á. Mọi người ha, cứ thử làm đi nha. Muối ớt cay cay mặn mặn chấm với lại chân vịt cay Tứ Xuyên này để xem cái vị nó như thế nào á, rồi comment cho mình biết nha. Chứ khách của mình ăn á, là khách của mình kêu á, ngon lắm á mọi người, ngon mà không thể tả luôn á. I love you mọi người nha.